Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Anh, tải ngay Avezac. Xin chào em, các em có biết làm thế nào để tạo ra lửa mà không cần dùng diêm hay bật lửa hay không? À, chúng ta có một cách, chính là sử dụng một thấu kính. Các em có nhìn thấy khi cô chiếu thấu kính ở đây thì thấy là đám rơm ở đây chúng ta bốc cháy, có khói lên này. Vậy thấu kính này là thấu kính gì? Người ta gọi đây là thấu kính hội tụ. Vậy tại sao với thấu kính hội tụ chúng ta có thể làm cháy được? Chúng ta có thể tạo ra được lửa? Vậy để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay, bài 42, thấu kính hội tụ. Một là mã đặc điểm của thấu kính hội tụ. Nghe tên này, thấu kính hội tụ. Hội tụ ở đây phải chăng thấu kính này có tác dụng hội tụ ánh sáng? Vậy thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ ánh sáng hay không thì chúng ta cùng đi tiến hành thí nghiệm để khảo sát nhé. Một nhỏ thí nghiệm với các dụng cụ thí nghiệm như sau. Trước tiên cô cần một thấu kính hội tụ. Thứ hai, cô cần một nguồn sáng phát ra chùm sáng song song. Cô sẽ bố trí thí nghiệm như hình vẽ ở trên bảng. Nguồn phát sáng của cô, nguồn sáng của cô. Đây là nguồn sáng. Đặt phía sau nguồn sáng một thấu kính hội tụ. Sau đó cô tiến hành thí nghiệm. Cô chiếu chùm sáng song song, vuông góc với mặt của thấu kính. Đi đến thấu kính này vuông góc với mặt thấu kính. Thì kết quả các em quan sát được đó là đây. Tia khúc xạ đi ra khỏi thấu kính có đặc điểm là sao nhỉ? Hội tụ tại một điểm. Ta gọi tia từ nguồn tới thấu kính là tia tới. Và tia sáng đi từ thấu kính ra ngoài gọi là tia ló. Từ đây ta đã rút ra được đặc điểm của thấu kính hội tụ chưa nhỉ? À, thấu kính hội tụ có tác dụng hội tụ ánh sáng. Khi ta chiếu một chùm sáng song song, vuông góc với mặt của thấu kính, thì tia ló thu được sẽ hội tụ tại một điểm. Trong phòng thí nghiệm, ta sẽ bắt gặp một số thấu kính có hình dạng như hình vẽ. Vậy làm thế nào để phân biệt đó có phải là thấu kính hội tụ hay không, hay là một loại thấu kính khác? Thì chúng ta sẽ đi vào phần hai nhỏ, hình dạng của thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ có hình dạng như thế nào? Thì các em quan sát trên bảng của cô là hình ảnh của một số loại thấu kính thực tế mà chúng thấu kính hội tụ trong thực tế mà chúng ta sẽ bắt gặp. Đây. Đây hoặc là như thế này. Thì nhìn chung này, thấu kính hội tụ sẽ được làm bằng một loại vật liệu trong suốt, có thể là thủy tinh, cũng có thể là nhựa. Hình dạng của nó ở rìa của thấu kính, ở phía bên ngoài rìa của thấu kính này, các em có thể nhìn hình dạng người ta vẽ ở dưới đây. Rìa mỏng, ở phần giữa của thấu kính thì dày hơn. Nhớ nhá, đấy là đặc điểm của thấu kính, đấy là hình dạng của thấu kính hội tụ. Viết khi mà người ta viết thì người ta sẽ ký hiệu thấu kính hội tụ là một dấu mũi tên ở hai đầu. Được chưa? Đây là ký hiệu của thấu kính hội tụ. Với một thấu kính hội tụ, chúng ta nghiên cứu một thấu kính hội tụ thì các em sẽ quan tâm cho cô đến một số khái niệm sau. Đó là trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ. Chúng ta vào phần 2 la mã. Một nhỏ, trục chính của thấu kính hội tụ. Ở thí nghiệm trên, cô tiến hành chiếu một chùm sáng song song, vuông góc với mặt của thấu kính, song song này, đi tới thấu kính vuông góc với mặt của thấu kính, thì tia ló cô thu được sẽ hội tụ tại một điểm. Thì các em nhận thấy có một tia sáng này đi tới thấu kính vuông góc với bề mặt của thấu kính, và tia ló của tia sáng đó đi ra thì vẫn truyền thẳng, không bị gãy khúc, không bị gập khúc lại. Thì tia này đường thẳng chung với tia này được gọi là trục chính của thấu kính. Ký hiệu là delta đây. Đây là ký hiệu của thấu kính hội tụ cô vừa nêu ở trên. Còn đây là đường thẳng chung với tia sáng khi chiếu vuông góc với mặt của thấu kính thì tia ló thu được sẽ tiếp tục truyền thẳng. Thì đây, đường này được gọi là trục chính của thấu kính các em nhé. Đặc điểm của trục chính thấu kính là vuông góc với thấu kính. Thứ nhất. Thứ hai là trục chính của thấu kính thì đi vào giữa thấu kính,
trục chính của thấu kính này sẽ cắt ở giữa của thấu kính. Hai nhỏ là quang tâm. Cô gọi giao điểm giữa trục chính của thấu kính và thấu kính là O. O sẽ được gọi là quang tâm của thấu kính. Đặc điểm khi tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính thì tia ló thu được sẽ tiếp tục truyền thẳng. Nhớ nhé, khi tia tới này đi qua quang tâm của thấu kính thì tia ló sẽ tiếp tục truyền thẳng. Hay cô chiếu như này. Đây. Thứ ba các em ghi nhớ cho cô chính là tiêu điểm. Cô chiếu vẫn thí nghiệm trên, cô chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính, vuông góc với mặt của thấu kính, thì tia ló đi ra khỏi thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm. Cô gọi điểm hội tụ này là điểm F. Vậy thì F được gọi là tiêu điểm của thấu kính. Ngược lại, nếu thấu kính của cô vẫn giữ nguyên vị trí đấy, không thay đổi, cô đưa nguồn sáng từ phía bên tay trái, cô chuyển sang bên tay phải, cô tiếp tục chiếu chùm tia sáng tới thấu kính và vuông góc với mặt của thấu kính, thì chùm tia ló ra ở đây cũng cắt nhau tại một điểm, gọi là điểm F phẩy. Thì F phẩy ở đây cũng chính là tiêu điểm của thấu kính. Như vậy rõ ràng với một thấu kính hội tụ, ta luôn có hai tiêu điểm là F và F phẩy nằm ở hai phía của quang tâm O. Khi chiếu một tia sáng song song với trục chính để đi tới thấu kính thì tia ló thu được sẽ đi qua tiêu điểm của thấu kính. Nhớ nhá, nếu tia tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm của thấu kính. Mỗi thấu kính hội tụ đều có hai tiêu điểm F và F phẩy nằm ở hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm O, tức là ta sẽ có OF phẩy bằng OF. Khái niệm tiếp theo các em sẽ quan tâm ở đây chính là tiêu cự. Thế tiêu cự là gì? Ta có này, khoảng cách từ O đến F phẩy bằng khoảng cách từ O đến F. Khoảng cách này được gọi là tiêu cự của thấu kính. Ký hiệu là chữ F. Cô có OF phẩy này bằng OF và bằng F là tiêu cự của thấu kính hội tụ các em nhé. Khi tia sáng tới thấu kính, tia tới tới thấu kính này, đi qua tiêu điểm của thấu kính thì tia ló thu được sẽ song song với trục chính của thấu kính. Đến đây chúng ta đã kết thúc phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay rồi. Trong phần lý thuyết này các em ghi nhớ cho cô những nội dung sau. Đầu tiên là đặc điểm của thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ được làm bằng một loại vật liệu trong suốt, có thể là nhựa, có thể là thủy tinh. Đặc điểm là mỏng ở phần rìa, dày ở phần giữa. Thứ hai, tác dụng của thấu kính hội tụ đó là hội tụ ánh sáng. Khi cô chiếu một chùm tia sáng song song tới thấu kính, vuông góc với mặt của thấu kính, thì chùm tia ló thu được sẽ hội tụ tại một điểm, chính là tiêu điểm của thấu kính đấy. Thứ hai là nhớ cho cô một số khái niệm về thấu kính hội tụ. Đầu tiên là trục chính. Trục chính của thấu kính là đường thẳng này, vuông góc với thấu kính, đi qua chính giữa của thấu kính hội tụ. Thứ hai là quang tâm O. Quang tâm O là giao điểm của trục chính với thấu kính. Thứ ba là tiêu điểm của thấu kính. Cô có hai tiêu điểm của thấu kính là F phẩy và F, luôn nằm về hai phía của thấu kính. Cách đều quang tâm O. Đặc điểm của tiêu điểm là gì? Khi cô chiếu một chùm sáng tới song song với thấu kính, khi cô chiếu một chùm sáng song song tới vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia ló đi ra sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. Thứ tư ghi nhớ cho cô là tiêu cự. Tiêu cự là khoảng cách từ quang tâm O tới mỗi tiêu điểm thì là tiêu cự. Được chưa? Và cuối cùng các em ghi nhớ cho cô là đường truyền của ba tia sáng đặc biệt. Thứ nhất, đó là khi cô chiếu một tia tới song song với trục chính thì tia ló thu được sẽ đi qua tiêu điểm của thấu kính. Thứ hai, khi cô chiếu tia tới đi qua quang tâm O của thấu kính thì tia ló sẽ tiếp tục truyền thẳng, không bị đổi hướng. Thứ ba, đường thứ ba là khi cô chiếu một tia tới
đi qua tiêu điểm của thấu kính thì tia ló đi ra sẽ ngược lại, sẽ song song với trục chính. Dựa vào phần lý thuyết này, chúng ta sẽ đi làm một số bài tập vận dụng sau nhé. Ba la mã vận dụng. Đầu tiên là câu C7 sách giáo khoa trang 115. Đề bài yêu cầu vẽ tia ló của các tia trong hình vẽ. Các em quan sát này. À, cô có một nguồn sáng S phát ra các tia sáng này. Đây người ta xét 3 tia sáng đặc biệt. Tia đầu tiên là song song với trục chính. Tia thứ hai là đi qua quang tâm O của thấu kính. Và tia thứ ba là đi qua tiêu điểm F phẩy của thấu kính hội tụ. Để vẽ được tia ló của 3 tia sáng này, chúng ta sẽ dựa vào đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt ở phía trước cô vừa nêu rồi. Đầu tiên, khi tia sáng song song với trục chính của thấu kính thì tia ló đi ra sẽ đi qua tiêu điểm của thấu kính. Thứ hai, khi tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính, khi tia tới này đi qua quang tâm của thấu kính thì tia ló sẽ tiếp tục truyền thẳng. Và thứ ba, tia thứ ba là khi tia sáng tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì tia ló đi ra sẽ song song với trục chính của thấu kính. Chúng ta đã hoàn thành được bài tập này rồi, sang một bài tập tiếp theo nữa nhé. Người ta yêu cầu là giải thích tại sao với một thấu kính hội tụ chúng ta có thể tạo ra được một đống lửa, một đám lửa nhỏ như thế này. Thì các em biết tác dụng của thấu kính hội tụ là gì nhỉ? Là hội tụ ánh sáng. Khi chiếu một chùm sáng song song tới mặt của thấu kính, vuông góc với mặt của thấu kính, thì tia ló đi ra sẽ hội tụ tại một điểm. Vậy, vận dụng vào trong trường hợp này thì cô có này, chùm sáng do mặt trời phát ra. Do mặt trời ở rất xa cho nên cô sẽ coi như chùm sáng do mặt trời chiếu đến là chùm sáng song song. Chiếu một chùm sáng song song từ mặt trời tới thấu kính này. Thứ hai là người ta sẽ điều chỉnh vị trí của thấu kính sao cho chùm sáng đó vuông góc với mặt của thấu kính hội tụ. Được chưa? Và do vậy, chùm tia ló ra khỏi thấu kính này sẽ hội tụ tại một điểm. Và điểm này sẽ ở ngay trên vị trí mà cô cần đốt cháy. Và từ đó là do là tất cả ánh sáng mặt trời được hội tụ tại đây cho nên vị trí này rất là nóng, có thể là làm cháy được. Đến đây chúng ta đã kết thúc phần bài học ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.